chờ. Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi ở nhà, bạn muốn có một chiếc iPhone 13 mới nhất. Bạn búng tay một cái, chiếc iPhone xuất hiện. Bạn ước có một chiếc Bentley siêu sang, bạn búng tay một cái, chiếc Bentley lại lù lù ngay trước sân. Bạn lại ước giá như Ngọc Trinh trở thành người yêu bạn, bạn búng tay một lần nữa, bỗng dưng bàn tay ai đó từ sau lưng vòng qua và ôm bạn. Hóa ra là Ngọc Trinh, cô ấy nói rằng cuộc đời này có chết cũng mãn nguyện được phục vụ cho bạn. Chà, có vẻ như đây sẽ là cuộc sống mà ai cũng ao ước. Nhưng liệu điều đó có làm bạn hạnh phúc hay không? Giờ hãy so sánh với việc bạn nỗ lực tập luyện vã mồ hôi liên tục 6 tháng. Bạn được làm huấn luyện viên thể hình cho một câu lạc bộ. Với khoản lương đầu tiên, bạn tự thưởng cho mình một chiếc iPhone. Vài tháng sau, bạn tự mở một câu lạc bộ gym cho mình và bạn mua được chiếc Bentley mà mình yêu thích. Giờ thì Ngọc Trinh đến tập gym cho bạn và bạn phải rất cố gắng mới mời được cô ấy đi ăn. Rồi mỗi đêm nhắn tin với nhau đến một ngày cô ấy đồng ý lời tỏ tình của bạn. Liệu bạn có hạnh phúc với những gì mình làm được? Chắc chắn là có, và phần lớn cảm giác hạnh phúc này lớn hơn rất nhiều với những gì bạn búng tay là có. Tuy nhiên, bạn đừng nhầm giữa sướng và hạnh phúc. Bạn không làm gì mà vẫn có thứ mình muốn thì sướng nhất là bạn rồi. Nhưng tự làm ra thứ mình mơ ước thì cảm giác hạnh phúc đó khó thứ gì có thể so được. Có lẽ đến đây các bạn sẽ đồng ý rằng hạnh phúc là quá trình nỗ lực chứ không phải đi đến. Một người sinh ra ở vạch đích sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác làm việc đổ mồ hôi cả ngày, sau đó được uống một cốc bia tươi nó sướng đến thế nào. Nhưng cũng ở đây, nhiều bạn sẽ phản đối rằng đâu phải quá trình nào cũng mang lại hạnh phúc. Nhiều người cố gắng mãi mà vẫn thất bại sấp mặt, chẳng thấy hạnh phúc ở đâu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần đến một thứ gọi là dòng chảy. Đã bao giờ bạn làm việc trong cảm giác chìm đắm, say mê, quên hết mọi thứ xung quanh, thời gian dường như biến mất? Làm việc đến nỗi không biết đói, không biết mọi người xung quanh nói gì, đến lúc xong việc thì nhận ra trời đã tối rồi. Vâng, đó chính là trạng thái dòng chảy mà nhà tâm lý học có cái tên khó phát âm nhất thế giới, tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi đã đặt ra. Hiểu ngắn gọn thì trạng thái dòng chảy là khi bạn chìm đắm vào một thứ gì đó mà quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh. Điều thú vị là ở trạng thái dòng chảy thì hầu như chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi làm một công việc mà liên tục ngáp ngắn ngáp dài, chán chường, mệt mỏi. Nhưng nếu bạn làm việc một cách say sưa, không biết mệt mỏi thì rõ ràng bạn rất yêu thích và cảm thấy hạnh phúc trong công việc đang làm. Và đương nhiên, khi đã say mê làm việc thì thành công nó rơi bụp vào đầu là điều khó tránh khỏi. Chỉ có say mê đi ăn trộm thì mới không thành công thôi, nhưng chắc chắn được nuôi cơm miễn phí. Như vậy, nếu cuộc sống này chúng ta muốn đạt được tối đa hạnh phúc thì chúng ta phải làm việc thật nhiều, và quan trọng là khi làm việc chúng ta phải rơi vào trạng thái dòng chảy. Còn việc ngồi không chờ người ta mang đến thì sướng thật đấy, nhưng không hạnh phúc nhiều. Thế thì làm sao để các bạn có được trạng thái dòng chảy khi làm việc hoặc tham gia bất kỳ hoạt động gì? Cái đầu tiên là các bạn phải yêu thích nó. Bất kỳ hoạt động gì, từ làm việc văn phòng cho đến chơi thể thao hay tán gái, kể cả đánh bạc thì cũng phải yêu mới muốn làm. Giờ bảo một cô gái trong thân xác đàn ông mà đi tán gái thì chắc chắn là cô ấy không thích. Hay bảo một anh công an đi chơi bạc thì làm sao họ chơi nổi. Bảo admin của Kiến Thức Thú Vị mà đi quay vlog thử thách 24 giờ trong chuồng chó thì mình cũng xin chịu. Điều thứ hai đó là để chìm đắm trong trạng thái dòng chảy, công việc bạn làm sẽ phải vừa có thử thách vừa có kỹ năng. Ví dụ như bạn đi sửa máy tính, nếu công việc chỉ có mỗi tháo ra, lau chùi rồi lắp lại thì bạn sẽ thấy chán ngán, vì kỹ năng tháo rửa máy của bạn thì có thừa nhưng thách thức thì lại không có. Ngược lại, nếu bảo bạn đi sửa cái dàn máy hiện đại nhất của Việt Nam thì bạn có thừa thách thức nhưng kỹ năng của bạn xem như bằng không, chắc chắn bạn sẽ bỏ cuộc. Thế nên bạn cũng sẽ chẳng thể nào chìm đắm trong công việc được. Như vậy, phải hài hòa giữa kỹ năng và thách thức. Bạn là một người bình thường thì chỉ nên tán những cô gái trên mức bình thường một chút, đó là thách thức vừa phải. Còn nếu bạn làm công nhân nhưng đi tán cô giám đốc vừa xinh đẹp vừa giàu, rồi cô ấy bảo không bao giờ yêu đàn ông nghèo, thì bạn cũng đừng đổ lỗi cho con gái thực dụng mà hãy nhìn lại sự thật là bạn ở tầng lớp khác, người ta ở tầng lớp khác. Thứ ba là phải loại bỏ sự phân tâm. Thực thì khi bạn đã rơi vào trạng thái dòng chảy, sẽ chẳng có thứ gì làm bạn phân tâm được.
Thế nhưng để rơi vào trạng thái dòng chảy thì bạn phải tập trung trước đã. Bạn phải loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng. Ví dụ như có thể chơi game đến mức quên còn đang khóc, nhưng nếu bắt đầu chơi game mà đứa con khóc đòi bú bên cạnh thì đố bạn cũng không chơi nổi. Như vậy các bạn thấy, nếu có thể đạt được trạng thái dòng chảy thì cuộc đời của bạn chẳng cần cố gắng. Mọi thứ đều sẽ trôi qua một cách say mê và hạnh phúc. Thất bại thì khó chứ thành công thì quá dễ. Trên đây chỉ là những nội dung cơ bản nhất về trạng thái dòng chảy của tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi. Các bạn có thể đào sâu chi tiết, hiểu rõ hơn về trạng thái này ở cuốn sách Dòng chảy của First New. Từ đó, cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi, sẽ hạnh phúc và không còn phải làm những công việc buồn tẻ, ngán đến tận cổ nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.